Em cộng với anh Trường Giang chưa đo là đều. Sao vậy? Tại không make up, anh Trường Giang make up động quá bên này. Đang thấy mọi người làm BB quê quá, không sao, anh trân trọng tình cảm của em. Trời ơi. Nhưng mà một lý do chính nữa đó chính là tại vì chị Mỹ Tâm. Đấy, nhưng mà nghe chị Mỹ Tâm là nhận lời liền. Đấy. Nhưng mà kỳ quá, sao cái ghế xa quá vậy? Xa, có cách nào ngồi gần nhau không? Vậy nè. Jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Nhưng mà một lý do chính nữa đó chính là tại vì chị Mỹ Tâm. Đấy, nhưng mà nghe chị Mỹ Tâm là nhận lời liền. Đấy. Nhưng mà kỳ quá, sao cái ghế xa quá vậy? Xa, có cách nào ngồi gần nhau không? Vậy nè. Thơm mấy đây nghe nè. Không mấy hai chị em ngồi chung một ghế đi được không? Ừ. Cái đó anh hơi lố hả? Chứ nãy giờ bộ tưởng không lố hả? Lâu mà. Thôi được rồi mà. Còn tôi nhận lời tôi tham gia cái game show này chị Quang Dũng được chưa? Rất giỏi. Với chị đó, ý em nói là em xiên, chị hiểu không? Em xiên. Không phải xiên, em còn giỏi nữa sắp. Thôi sao không được, nói chung là em xiên. Cho nên là tối nay thích đi quán nào là em đao nhạc về em tự thu mà. Đúng, là hát rất là nhiều. Dòng nhạc nào cũng thích hát hết trơn á. Vừa giỏi vừa thương, vừa giỏi vừa thương mà vừa biết nhậu nữa đúng không? Công nhận không? Đó, tối nay thì mình cứ ra ngoài quán quen thuộc của mình đi. Bùi Diện này kia, đó Bùi Diện này nọ, trời ngồi thâu đêm được ha. Ủa Bển Bển xong chưa? Xong rồi, lên đi để em nói, để em nói. Nói chuyện gì vậy? Bển Bển nói chuyện nghệ thuật hả? Bên đây tụi tôi nói chuyện ăn chơi. Isaac bữa nay đến Phú Thọ ha. Hồi nãy trong hậu trường tôi với Isaac có nói nhau, hai anh em ngộ lắm quý vị. Tôi mập ra đúng không? Isaac ốm đi, mà ốm quá, tôi mập ra mập quá. Rồi giờ cái quần nó dài quá, quần tôi ngắn quá, hai đứa cộng lại chia đôi là đèo. Thôi về chỗ ngồi đi, đừng cố gắng ghép vào một người đẹp. Isaac ơi, Isaac ơi, mình cộng cái gì thì cộng chứ mà anh nghĩ rằng thôi đừng có nên cộng nhiều quá. Nói gì mà tôi đu bám người đẹp nè. Không đứng phải. Yên, em đứng yên, em cười coi, 2, 3, cười. Như anh em xin đôi mà cái gì vậy? Trời ơi, ảo tưởng. Sao mà giảm miệng vậy? Anh chỉ lo cho Isaac thôi, mọi người đều biết Isaac đẹp trai thế này không? Em mà cộng ở Trấn Thành là em bớt đẹp đi đó, nghe. Bởi vì cái gì cũng chia đôi hết mà, đúng không? Không, bớt cộng lại. Em cộng với anh Trường Giang chưa đo là đều. Sao vậy? Tại không make up, anh Trường Giang make up động quá bên này. Thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi. Lại như mặt, lại như mặt. Trời ơi. Như một cái tát vô mặt người ta. Trời ơi. Trường Giang bữa nay chỉ quánh sơ bằng phấn nụ hoàng cung thôi. Mà em Isaac à, khi em đến với chương trình này, tụi anh rất là welcome. Mở lòng từ bi để đón nhận em. Nhưng mà em đến với chương trình này bằng một gươm giáo. Em mới vừa đâm vô con mắt trái của anh. Một con dao Thái Lan. Thật ra là em nghĩ là bà, xin lỗi em, bạn nữ này hát không hay, hát dở đó. Tại sao vậy? Tại vì thứ nhất là em thấy cái lúc mà bạn làm cái nó mi á là em thấy giả. Thì đúng rồi, mi giả mà. Ủa em ơi, rồi cái chuyện đó nó liên quan gì tới cái thanh quản người ta em? Không, có nghĩa là chương trình đang dựng bạn này làm nói mi, nhưng mà cái cách bạn này làm thì không có thuyết phục. Có nghĩa là chương trình đã dối lừa em một lần. Chương trình ok, lại không tin tưởng chương trình rồi. Trời ơi, trời ơi. Chương trình ơi, mời Isaac nó tới làm chi vậy? Rồi bây giờ tố giác nó kêu nó không tin chương trình nữa kìa. Tới mức độ mà nó mất niềm tin. Em mới nói luôn. Là chương trình là dối lừa em hả? Anh Trấn Thành bị như em y chang mỗi mùa. Trời ơi, em đến với chương trình giọng ai mà em đòi sự chân thật ở đâu ra vậy? Cái lần hai, cái thứ hai là em thấy là thì bạn này khi hát rất là tập trung, có nghĩa là bạn rất là tập trung để làm sao cái cao độ mà ổn định. Nhưng mà dư là có cái là biết là phồn. Ê, tôi phân tích một điều nãy giờ, mỗi lần mà Isaac bị nói, chuẩn bị nói cái gì là Bill Trần nhìn không như nhúc nhích luôn á. Anh hãy mình cùng đội á anh. Nhưng mà anh nè, bình thường là em cũng ngồi vậy, ai nói em cũng ngồi vậy. Mỗi lần Isaac nói lên, nói đi anh. Em phải nhìn tôi nói gì chứ. Đúng không? Đúng không? Không phải Giang ơi, Giang. Tôi không nói dối, xin mời xem lại những khoảnh khắc vừa rồi trên sóng truyền hình. Anh còn thấy vậy nữa nè, mỗi lần mà Isaac nói, BB Trần chồm lên lấy khăn giấy. Không hề có, không hề có luôn. Không, cái vừa rồi là anh Nghĩa làm cho ảnh đó. Đó, dạ. Đang thấy mọi người làm BB quê quá, không sao anh trân trọng tình cảm của em. Trời ơi. Mà tội nghiệp Isaac quá ha. Tội nghiệp Isaac quá, quá ơn BB phải nhón lên vậy nè. Em nghĩ là hay. Tại sao? À, thứ nhất là
Baby nhót liền. Baby nhướng nhẹ liền. Anh đây đây, đây là cái né của Baby. Isaac, Isaac. Baby, baby, nó nghe nè, ở em á, nó tràn trề một cái sự khao khát. Không có, em đang lắng nghe anh Isaac nói thôi mà. Kiềm chế lại. Anh có số điện thoại riêng đó, nhắn cho. Tại vì em thấy cái cách của bạn này từ cái để tóc và cho cách cái cách mà bạn bán và bạn giao tiếp rất là thần thái. Rồi cái kiểu là có cái chất nghệ sĩ trong người á anh. Anh có thấy gì không anh Isaac? Hợp đồng tình. Hợp đồng tình nha. Nó bị dấp nhẹ cái ai cho nha. Rồi cách đứng trên sân khấu cũng vậy, đứng rất là chắc, đứng từ đầu tới giờ mà không có mỏi luôn anh. Cái gương mặt bạn này cái gì nó cũng nhỏ nhắn hết á, thành ra là cái lúc mà hát cái miệng cũng nhỏ luôn. Sao em biết bạn này cái gì? Sao em biết bạn này cái gì cũng nhỏ? Cái mặt thấy nhỏ rồi. Cái mặt, em nói cái mặt. Anh nghĩ gì vậy anh Giang? Đi đi. Isaac nhìn. Đẹp trai. Isaac đang nhìn. Anh thấy anh nghĩ giống em không? Ơi, ta nói tập còn hơn là bên xíu đâm. Anh thấy không? Rõ ràng anh thấy đúng nó giống em phải không? Đó nè, thấy chưa? Anh ngồi. Nó hớt đi luôn. Anh qua bên kia. Hớt đi luôn. Manh động quá rồi anh ơi, manh động quá rồi. Bây giờ nó lộng quá rồi, bây giờ làm thì sao? Thì bây giờ anh đồng ý kiến qua bên ngồi luôn. Đối xử tốt đi được bao nhiêu? Kéo cái môi vô em. Nó ăn quay chứ. Thôi nói cái, chuyện cái anh ơi. Cái nọng, cái nọng. Mất cái nọng luôn á. Anh lò cái nọng anh cướp đi. Nọng đâu, nọng là gì? What's in nọng? Em cứ chăm chút Baby hoài vậy. Không thì... Hồi nãy giờ ai nói xấu Baby vậy? Nè mọi người hãy nhìn đi. Baby là người đã có gia đình. Hả? Đâu? Nè, nữ tướng. Đâu, cái này những thần tài. Chứ em chưa có gia đình nha. Tất cả sai luôn. Khóa môi. Một màn khóa môi tuyệt vời. Lần đầu tiên tôi thấy khóa môi mà kẹp người ta là như món vịt vậy. Trời ơi, nhưng mà nó lại trùng khớp. Cái lúc mà bạn hát lên xong ai khác ai sát suy sụp, cái bạn nói đừng tin đừng hy vọng gì đó. Câu đó. Không không đây. Cái bài này như MV vậy đó. Đây đây. Tránh ra tránh ra. Thành lên đây Thành. Tin buồn chứ sao luôn. Ra. Đi ra đi đi ra đi. Đây. Nè, tôi là nhỏ này nghe ông nghĩa lại sát nha. Sát nha. Đồng tiếng lại nè. Em ơi, đừng buồn anh không không. Đừng nói vậy với anh đi. Anh nói lỡ cho tôi mặt anh yêu em kỳ vậy. Anh yêu em mà. Tại vì kẹt mỏi lại. Anh quá đáng lắm luôn á. Anh quá đáng lắm luôn á. Hai đứa yêu trang vậy luôn á. Còn thiếu túi. Anh quá đáng, anh quá đáng, anh ngày xưa đã khác rồi. Có cái đó, phải có cái đó. Trời ơi, một cái màn thì cái nếu mà tắt tiếng thì mình thấy cái hình ảnh nó sinh động ghê mà, lắm luôn á. Mà cái câu cuối đó, mà đẩy như kia như kia mà bị kẹp mà ghét lẩy á, cái hát đi hát đi hát đi hát đi hát đi cái ai rất gì để mở vô. Rồi. Trời ơi, em buông cái chữ nó đáng giá lắm luôn đó em ơi. Mà cái giọng nức nở lắm anh. Cảm xúc lắm, nhưng mà đang muốn khóc luôn á. Hát mà như muốn khóc mà luôn á. Mà anh không, anh thấy một cái sự lẫy hờn ở trong đó đó. Rồi, mà cái thái độ lắm luôn á. Lại là một đối thủ mới, của em nữa. Em ơi, tại sao em thấy chưa, em nguyên một chương trình. Em dòm người ta làm chi. Người ta khóa môi người khác. Liêu Isaac. Dạ. Tại sao em có một cái hành động khóa môi bạn diễn trên sân khấu như thế? Tự nhiên cảm xúc nó dâng trào đó anh. Cái muốn khóa liền ngay lập tức vậy đó. Trời ơi mà anh ơi ta... đây, bị gì cái này? À vậy dạ. Cái này là những thần tài. Thần em tài. Chưa có. Lột nhục đi. Anh tiền. Anh cứ nghĩ rằng em sẽ lựa chọn đúng đó chứ. Tại sao em có thể. Em đâu có chọn đâu, anh Trấn Thành chọn mà. Gì vậy em? Em ơi, bao nhiêu năm kinh nghiệm làm ca sĩ, làm giám khảo của em để làm gì mà bây giờ em để cho một diễn viên lựa chọn? Ai sắc, em đã lớn rồi, em phải chịu trách nhiệm cuộc đời mình rồi. Đi. Em, Bi Bi ơi. Dạ. Người đàn ông của em đó vẫn đẹp trai mà. Trời đất ơi. Cũng hỏi anh em buồn. Ít ra hát đi số 6. Nó có MV. Nó có cái đoạn người. Chứ bạn không có cái đoạn đó đâu. Thôi bây giờ hỏi anh Nguyễn Văn Rồi nè, nhà đâu nè. Em có gì bên nào? Dạ em là Nguyễn Thế Hà. Em là chuyên viên trong spa. Cái chỗ này là chỗ em làm việc luôn. Thì sao em làm thờ ơ quá vậy? Chương trình muốn vậy. À chương trình đó là làm với bộ vậy đó hả? Mà anh hỏi thật lòng nè. Khi em hát chung với Isaac mà giờ mình đừng quan tâm hay hay dở. Em thấy đó là một sự tuyệt vời không? Tuyệt chứ anh, ngon lành. Ủa, sướng. Ngon lành luôn. Có sướng luôn hả?